kết quả mà bác sĩ thẩm mỹ Lê Đức Văn vừa mới thực hiện xong vào ngày hôm thì chị khách hàng ngày hôm nay của em tìm đến Đức Văn với vòng một đã từng thực hiện dịch vụ nâng ngực thẩm mỹ một lần rồi ạ, nhưng mà không có thành công và chị cảm thấy khá là tự ti vì sở hữu vòng một như vậy. Và không để mọi người đợi lâu thì em xin phép chia sẻ hình ảnh của khách hàng trước khi làm để mọi người cùng tham khảo và đánh giá mọi người ha. Thì đây ạ, đây là hình ảnh của khách hàng nha. Và đây là hình ảnh khách hàng của em ngày hôm nay đây ạ mọi người. Vòng 1 của khách hàng này đã từng treo sa trễ một lần nhưng mà không có đặt túi. Và đặc biệt là đầu ti của khách hàng khi mà nâng ngực lần trước thì bác sĩ cũ kéo lên trên khá là nhiều luôn mọi người, dẫn đến tình trạng mất cân đối. Và khi mà khách hàng mặc áo cúc ngực hoặc là bikini á, thì nó sẽ gây lộ cái đường quần vú này mọi người. Thành ra khách hàng sẽ không có tự tin và trong mất thẩm mỹ mọi người ha. Và cuối cùng là ngực hai bên không có đồng đều với nhau và nó không có căng tròn. Đây ạ, ngực hai bên không có đồng đều với nhau và nó không căng tròn. Khi mà mình nhìn góc nghiêng nè mọi người thì nó không có căng tròn cái vùng mô tuyến trên nè, nó không có căng và sexy. Khách hàng ngày hôm nay của em tới tìm bác sĩ Văn với yêu cầu là sửa lại ngực cho khách, đặt túi mới vô mọi người ha. Và vùng mô tuyến trên nè nhất định là phải căng tròn và sexy, tạo khe lại cho khách nè mọi người. Đây là hình ảnh sau khi làm xong mọi người ha. Mọi người có thể nhìn thấy là ngực sau khi làm xong rất là căng tròn, sexy luôn và rất là đúng ý với khách hàng luôn ạ. Cái phần mô tuyến phần bầu ngực trên đây ạ, rất là sexy rồi, khác hẳn hình ảnh trước khi làm của khách mọi người ha. Và đặc biệt là khách hàng này muốn cải thiện loại sẹo cho nên là bác cũng có cắt sẹo cũ đi và sửa lại sẹo cho khách luôn mọi người ha. Hình ảnh trước làm và hình ảnh sau làm đây ạ. Rồi chị khách nào mà đang gặp tình trạng giống như chị khách này của em á thì cứ liên hệ cho Đức Văn nha để bác tư vấn và thăm khám miễn phí cho mình nha. Đây ạ, thông qua số hotline này mọi người ha. Mọi người có thể liên hệ cho số hotline của bác sĩ Văn để bác tư vấn và thăm khám miễn phí cho mình. Mọi người đừng ngần ngại nha. Rồi em sẽ cảm ơn, hẹn gặp lại.